miễn phí thì không cần nạp, thì bạn hiện tại từ từ đây tới ngày 14, còn 4 ngày chúng ta dư sức lên level 7 rồi. Ta tham gia chúng ta tham gia event đi. Chào bạn trở lại với channel của mình Bác Bảo đây. Thì ở video này thì mình sẽ giới thiệu con game có tên là Eternal Rift Wonderdry. Thì con game này là con game của công ty nổi tiếng ở Nhật đã list chứng khoán rồi, và nó cũng đã hợp tác với Fin Satoshi Lab. Thì thằng này Fin Satoshi Lab là đứng sau con game Step End mà khá là nổi tiếng. Đấy, con game này là tóm tắt lại là khi chơi game này là đồ họa của nó là đồ họa Minecraft, khối gỗ, khối gạch á. Thấy chưa? Là thuộc loại RPG, chúng ta đi đánh boss rồi. Như hình ảnh đó bạn thấy không? Đây, đứng chúng ta quýnh. Quýnh thì chúng ta sẽ đi nâng cấp con hero chúng ta lên, nâng cấp hero chúng ta lên càng mạnh thì chúng ta sẽ được đánh càng nhiều và được thưởng cái đồng BC. Hiện tại giá BC trên list trên Mac và Rack hiện tại là 0.07. Thì lúc list á thì ETH của nó tới tặng là như ta 0.2 à, không phải 0.02. Thì lúc nào mà ETH nó cũng cao bạn. Ít dân cái bắt đầu nó sẽ đẩy xuống thôi, và nó mới trở về cái giá IDO thì cũng khá là được. Game này cũng làm được 2 tháng. Đấy, thì hiện tại đang marketing khá là mạnh, nhưng mà nó trở lại marketing khá là mạnh. Đấy là cho chương trình nè, là ngày 9 tháng 5 nè, tức là hôm qua đến ngày 14 tháng 5. Về nội dung sự kiện là khi bạn tham gia trò chơi nè thì bạn sẽ được hưởng là 520.000 cái đồng token BC. Em tính thử là bằng 3.738 đô. Đây là cái bull thưởng cho anh em, và hiện tại đã có trên mặt trên thứ nhất là web, đây web này nè, thứ hai là có trên App Store iPhone, thứ ba là có trên Android, thì nó đầy đủ chân rồi, bạn vô chơi thoải mái. Rồi bây giờ chương trình này á, là bạn tham gia như sau. Bạn cần tham gia sự kiện, phải tham gia sự kiện nè. Đây như nó ghi chưa đủ, cái bài này đủ thông tin hết trơn nè, bạn có thể coi thử nè. Đây là chúng ta tham gia, chúng ta nhận hưởng được 520.000 BC và NFT nè. Thì trong game này á, là cho chơi miễn phí, là để trải nghiệm thôi. Còn bạn mà muốn được kiếm được tiền thì bạn bắt buộc phải mua NFT chúng ta chơi được đồng mới lên được đồng token BC. Thì chúng ta tham gia sự kiện đó với điều kiện nè, và tặng cho người, tất cả người vô đáp ứng điều kiện sẽ được hợp giải thưởng cấp 3 và chứa ngẫu nhiên NFT và vật phẩm trong đó. Và trước tiên là chúng ta theo dõi, chúng ta check rồi là chúng ta theo dõi cái trang của thằng này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ check dẫn bài đăng này, trong bài đăng này chúng ta click vào đánh dấu này. Đấy, và thả tim luôn đi. Thả tim, check dẫn cái không? Đăng lại. Đấy. Giờ chúng ta hoàn thành xin nhiệm vụ rồi đó. Rồi, tiếp theo là gì? Đăng ký hoàn thành nhiệm vụ này là chúng ta tải app, chúng ta đăng ký tài khoản. Sau đó chúng ta tham gia trả lời bằng mail vô đây. Rồi, chọn tiếng Anh đây nha. Rồi, ok. Rồi, nó sẽ kêu bạn nhà mình dịch tiếng Việt cho dễ hiểu. Nhập địa chỉ giúp em ta vô nè, đọc đây chúng ta hiểu rồi nè, hạn chót là 4 nè. Rồi tham gia, nhập em danh chỉ nộp, mình làm thử nha. Rồi hiểu, chúng ta nộp, mình sẽ vô tới bước trong. Đó, vậy là xong rồi đó. Nếu bạn tham gia, đó là một phần thôi, thì bạn ít nhất đã ghi nè. Số 4 là ít nhất phải đạt cái tầng 7/1 trong sự kiện ngục tối. Trong ngục tối sự kiện thì cái này thì bạn chơi cũng được đó, mình chơi miễn phí được, bình thường không cần nạp không chơi được, nhưng mà nó hơi lâu nha. Tối mình chơi khoảng tầm 1 tiếng mấy mà đi được có 49 thôi. Này bạn phải auto lead mấy ngày, có cái 1-2 ngày nó mới hơi lên nổi đó. Thì chúng ta sẽ được thưởng khi bạn đáp ứng, phải đủ điều kiện đáp ứng, chỉ trao cho những người đáp ứng đủ điều kiện từ 1-4 chúng ta mới được thưởng thôi. Số số này, nếu bạn là khi bạn hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta được số số 10 người để giành được cái nhân vật NFT, được chia hưởng cái bull này luôn. Đấy, đó sự kiện. Giờ chúng ta vô chơi phần chơi game ha. Game bây giờ web Android iOS nó cũng giống như nhau thôi. Bây giờ mình đã có một cái nick sẵn rồi, bây giờ mình sẽ vô thử cho bạn xem rồi đó. Mình ta sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký đó. Click vô cái link địa chỉ phía video nè, thì nó sẽ hiện ra một cái phần là login và phần tạo tài khoản nè, ở trên là đăng nhập dưới là tạo tài khoản. Nếu bạn chưa có tài khoản á, ok, nhập email vô đây đúng không, nhập cái password vô đây. Ai ví dụ đây đi, làm gì đó, mật khẩu thì đặt sao cũng được bạn, nó dễ lắm. Rồi sau đó chúng ta, cái này là cái gmail nha, ví dụ gmail. Rồi thì chúng ta nhấp giữ send code, chúng ta ra cái gmail chúng ta lấy, chúng ta paste code vô đây, chúng ta nhấp chữ confirm trở lại, confirm trở lại, rồi nhấp thêm một lần nữa, agree là xong.
thành công là chúng ta nhấp chữ rank account là xong rồi đó, đơn giản vậy thôi. Chúng ta sẽ vô cái phần đăng nhập nha. Thì iOS, Android thì nó cũng giống như nha, bạn nhấp chữ tải là xong, là giờ nó hiện ra giao diện giống như hình rồi, không gì đâu mà khó. Sao đi, rồi vô game. Ấy sai nha. Đấy, khi chúng ta nhập thành công rồi, chúng ta vô game, chúng ta sẽ quay nó đợi có làm chắc tầm 30 giây nha. 30 giây. Upline cũng được thưởng tiền nè bạn đó, thấy không? Nhân vật nè. Win. Đó, chúng ta win vậy là chúng ta sẽ được thưởng thôi. Thì lít tay chỉ mỏi bạn có thể dùng auto, phải không? Đúng không? Đó, chúng ta đây trước tiên là đập cho mặt chúng ta là game rồi. Đây là cái phần nâng cấp để chúng ta lên đam nè, ví dụ nè, bạn thấy trên là 158.000 đam đó không? Nâng cấp lên cái đi. Đó, lên 159 là win nè, win là 159.000 đam nè. Nó giúp mau giết con quái này hơn thôi. Bạn thấy ở đây là 4/1/4 không? 45 không? À, hiện tại ta ở mới có chapter 1 thôi. 49 hải, một chapter là có 49 hải, 49 hải thì chúng ta sẽ qua được cái chapter 2 mà bắt buộc phải điều kiện tham gia event á là chúng ta phải có chapter 7/1. Thì bạn có thể dùng tool lít một lít cấp tốc mà, đúng không? Rồi, muốn kiếm tiền đây bạn thấy không? Cái phần kiếm tiền ở đây nè. Cái đồng đây là cái đồng token BC. Bạn muốn kiếm tiền thì bạn bắt buộc bạn phải có cái NFT. NFT thì mua ở đâu? Một, mua trên chợ, hai là lên vào đây. Một cái giỏ hàng. Đợt trước thì nó rẻ, bây giờ nó hơi giá cả. Đợt trước nó có ba mấy đây nè, đúng không? 34 matic, bây giờ lên 42 rồi, hiện tại còn bán thì 43 sức là hết rồi. Không thể mua ở đây, lúc này bạn mua. Đấy, bạn mua xong thì bạn sẽ trở về đây bạn mở ra. Đây hero chúng ta nè, đồ túi. Thì nó sẽ hiện một cái người lọt gọi là cái bóc đi ha, bóc, click vào cái bóc. Mở ra thì nó hiện sẽ có ngẫu nhiên là 70% là rare. Rồi là 20% 25% là epic, còn bao nhiêu còn một con cuối 5% là như là mythic hay gì đó. Hết hay legend gì đó, nhớ là vậy. Đó, bắt buộc thì nếu mà bạn muốn chơi, bạn chơi nghiêm túc nha, thì bạn phải đợi mở lên cái level cuối bạn nâng cấp. Tại vì ví dụ ở đây có một con mythic đúng không, thì mình nâng cấp ở đây á thì nó không được nhiều đam chứ nè, được là có mấy đam nè, phải không? Bạn tới đây bạn nâng cấp một lần được 94 triệu đam nè. À, bạn mở ở đây thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, đơn giản game chỉ vậy thôi. Rồi tới cái phần nữa mà bạn nghiên cứu sao nha, trên đây con game này có khá là nhiều người nghiên cứu rồi, có nhiều người làm video rồi, thì mình đã bên đây một chủ yếu cái phần chính của mình á là nói về cái phần Rebirth Way thôi. Đó, thì review game này thì chỉ là một phần là phụ thôi ha. Rồi chúng ta tới phần chia tên cho game, chúng ta tới phần liên kết chứ đúng không? Liên kết để rút tiền nọ, chứ cho cái phần thằng này nó chạy trên mạng Polygon, dùng token Matic để làm phí. Click vào đây. Rồi, nếu mà bạn có ví rồi thì nhớ một chữ import wallet. Import wallet. Đó, nhập cái mail chúng ta vô. Send code thì nó sẽ gửi tới cái này, tới mã code tới cái mail chúng ta. Ta bắt vô là chúng ta có ví rồi. Còn bạn chưa có biết nhập chữ rồi ấy, new wallet. Đó, ví dụ mình nhập mật khẩu vô. Rồi, enter. Nhập lại một lần nữa. Rồi, next. Mình sẽ che lại cái này nha, tại vì đây là 12 ký tự. Rồi chúng ta nhớ sao chúng ta nhấp chữ I have confirm. Rồi, nó kêu chúng ta nhập lại ký tự thì mình sẽ bỏ qua phần này, mình nhập lại rồi mình sẽ bỏ phần này nha. Rồi, nó bắt buộc chúng ta nè, khi chúng ta nhập thành công rồi bắt buộc chúng ta phải đặt cái này, hàng này nó cắt bảo mật khá là cao nha. Vì nó kêu chúng ta dùng mật code vậy. Đó, mật code nè. Rồi. Confirm. Đây, đây là địa chỉ chúng ta chuyển tiền. Đấy. Chúng ta dùng mạng rồi nhập mật khẩu lại một lần nữa. Đấy, ở đây nó sẽ có spending là trong game, lay wallet là ngoài ví. Đó, thì chúng ta muốn vào trong đây chúng ta bắt buộc phải có cái đồng matic. Hiện tại mình mua đồng matic bạn chuyển vô, ví dụ con game kia là có 40, một cái bốc là 42 matic đúng không, hiện tại chuyển vô phải tầm 42.5 được rồi. Matic thì phí matic nó rất là rẻ. Đấy, chuyển vô. Đây, địa chỉ chuyển vô là nó sẽ tự chuyển vô thôi. Ở đây, clip này là sẽ lịch sử. Khi nhận ở đây rồi mà chúng ta sẽ nhấp chữ pending. Là sẽ hoán đổi nó, swap transfer này chúng ta đổi từ chúng ta muốn chuyển từ ngoài ví vô game, chúng ta nhập từ ở trên hoặc là wallet ở dưới sẽ là pending. Chúng ta chọn cái đồng matic. Chọn tài khoản, hiện tại mình chưa không thì mình đây mình ví dụ thôi. Ví dụ thì cũng giống như thiệt rồi đúng không? Rồi, chọn số lượng ví dụ 20-30 chữ confirm, transfer là xong. Thì matic sẽ vô game ta mua bóc. Rồi, tới cái đồng token, muốn chuyển cái đồng token á, bấm group đồng token ra, hãy lấy vào BC. Rồi, chọn số lượng token, nhấp chuyển confirm, nó sẽ tự chuyển ra. Chúng sẽ đổi lại đây. Đổi lại đây, spending wallet, nó sẽ tự chuyển ra cái ví chúng ta thôi, nhấp chuyển confirm transfer là xong.
đấy, chỉ đơn giản như thôi đấy. Thì bạn bây giờ bạn muốn chơi miễn phí thì không cần nạp, thì bạn hiện tại từ từ đây tới ngày 14, còn 4 ngày ta dư sức lên level 7 rồi. Ta tham gia, chúng ta tham gia event đi. Đi cần đi tới ải 7 là xong rồi. Làm nhiệm vụ như là chia sẻ và giết là xong. Khá là đơn giản đúng không? Rồi đến đây là xong rồi, không còn gì nữa hết. Đây. Bạn có thể mua lên chợ, bạn mua hero cũng được đây nè. Nó bán đầy đầy chứ nè. Đấy, con này con Legion rồi, con này con Rare nè, màu xanh là mấy biết rồi, xanh biển là Rare, màu vàng cam là Legion, còn này là Epic. Đấy, giá 20 mới thích, giờ rẻ nha. Mới thích là 20 đô, mà mua bóc thì là 40 đô rồi, thì cũng khá là rẻ. Mà không biết ơn ngày được bao nhiêu nha, tại vì mình chưa trải nghiệm, tại vì mình chỉ là mới review thôi. Một ngày nó sẽ có 6 round nè, 6 round. Ơn không biết ơn ở đây được bao nhiêu, khi nào bạn nạp vô bạn biết được. Rồi thì bạn nào muốn chơi thì nghiên cứu cho kỹ nha, đây không phải là một liều khuyên đầu tư. Bạn muốn chơi thì bạn bỏ tiền vô, bạn nghiên cứu cho kỹ rồi bạn chơi nha, mời bạn đã xem.